Vì bàn tay anh ạ. Để ảnh cái cạo ngoài đống ấy. À, còn lại con này. Để chúng em à, toàn cà rau cà rú thôi. Loại này có tí này là bà con loài cá to em mới bắt nhá. Loại này là cá đông cả này, hiếm hiếm mới đừng cầm con to này. Nhưng mà anh em phải nói này, càng to càng dễ bắt. Loại IGBT đây, còn đây là sọ phẹt IGBT. Lưu xế cũng đánh được, nhưng mà đánh nhánh hẹn điền. Nhánh hẹn điền là một này. Mà đồ nối cả thì hơn IGBT, nhưng mà đồ tiết kiệm điền thì không bằng IGBT. Đồ trồng dập vượt là không bằng IGBT. Đồ nuôi cá và đồ khỏe thì nói chung đồ khỏe thì cũng bằng IGBT. Nói chung thì nhược điểm của IGBT là không hụt nồi cá đẹp bằng lơ xế thôi.